nice. Nghe mấy tượng Phật rồi chứ nó lại. Mais les gens sont tellement gentils. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự thập chỉ liên tâm mừng sinh nhật 4 năm 20 tháng 8 2012 và hôm nay là 2012 tới 2016 là 4 năm. À, hôm nay chúng tôi xin cảm ơn anh chị đã đến dự 4 năm của thập chỉ liên tâm do thầy Dương Quang Châu sáng lập từ ngày 20 tháng 8 2012 cho đến ngày nay, đúng 20 tháng 8 2016 là đúng 4 năm. Hy vọng là thập chỉ liên tâm càng ngày càng phát triển tốt cho cộng đồng Việt Nam mình ở khắp nơi, cũng như ở Việt Nam và ở trên thế giới. Cảm ơn các anh chị.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.